Lời Chúa, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Anh em hãy sớm vui, vì nước trời đã đến gần. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Nhiều người thuộc phái Pharisee và phái Sadducee đến để thu tội nên chịu phép rửa. Họ ăn năn sám hối để đón phúc phần nước trời. Anh em hãy sớm vui, vì nước trời đã đến gần. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Lời Chúa, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Thưa anh chị em, chúng ta đã qua được một tuần lễ tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề khát vọng. Hôm nay bước sang Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày thứ 8 của tuần tĩnh tâm, Chủ nhật đầu tháng 12, 4 tháng 12. Anh chị em cùng hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúng ta chúc cho nhau luôn giữ mãi niềm hy vọng, luôn hát vang hy vọng đã vươn lên trong màn đêm. Và cầu nguyện cho có nhiều người cùng tham dự những buổi tĩnh tâm mùa vọng này. Anh chị em chưa mời được ai thì hãy mời, và đã mời rồi thì mời thêm. Và cầu nguyện cho có nhiều người cùng đến tĩnh tâm và kiên trì đi đến ngày cuối cùng của những tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề khát vọng. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5A. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah, chương 11, câu 1 đến câu 10. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Ngày ấy, từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần trí khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và dũng mạnh, thần trí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé họng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Jesse sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm người, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chiều đại người đua nở hoa công lý, và thay
chiều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Chiều đại người sẽ đua nở muôn hoa, hoa công lý thịnh trị thái bình, và người làm ba chủ muôn dân nước đến tận cùng mặt đất dương gian. Chiều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Đường thân vào Chúa sẽ được an vui, người giải thoát bản dân kêu khổ, chành lòng thương xót mạng sống. Chiều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Danh thơm người sẽ vương bền muôn năm, lan xa khắp mọi đời dưới trần. Mọi dân mang sắc tộc đang sinh sống cũng được người cầu chúc an vui. Chiều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Mời anh chị em mở bài đọc 2 trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 15 câu 4 đến câu 9. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết, Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ. Đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của người, như có lời chép: vì thế giữa muôn dân con cất tiếng cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, giơ lối cho thẳng để người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 3 câu 1 đến câu 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan.
thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng cởi dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Lúa mẩy thì thâu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc chúng ta đang khao khát, mong đợi, mong chờ Chúa đến, thì lời Chúa ngày hôm nay Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói với chúng ta rằng: "Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nhờ đó anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi." Tại xin Chúa cho ta được hai cái ơn đó: ơn kiên nhẫn và an ủi người khác. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn, ban cho con được sự nhẫn nại. Xin Thiên Chúa là nguồn an ủi, cho con được sự ủi an, để con có thể kiên nhẫn và an ủi người khác. Hôm nay bước sang ngày thứ 8 trong những tuần tĩnh tâm mùa vọng, mình dừng lại nói với Chúa rằng là: "Chúa ơi, khi Chúa kiên nhẫn với con, tại sao con không biết kiên nhẫn với anh em của con? Chúa kiên nhẫn với con, Chúa đợi chờ con, Chúa cũng khát vọng vậy. Chúa khát, Chúa mong, Chúa chờ con trở về như là Gioan rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê bài tin mừng Thánh Ma-thêu hôm nay rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúa kiên nhẫn, Chúa cho nhiều người, các ngôn sứ đến và nhiều người khác đến để mời gọi, để nhắc nhở chúng con là hãy sám hối, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa vì nước trời đã đến gần. Khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là nước trời đã đến gần rồi, lòng thương xót Chúa là dấu chỉ cuối cùng để cho biết rằng là ngày cánh chung sắp đến rồi. Và vì ngày cánh chung sắp đến rồi thì hãy lo sám hối đi, kẻo không kịp nữa đấy. Kẻo không kịp nữa đấy. Đến lúc mà Thiên Chúa giáng xuống cơn thịnh nộ của Ngài, đến giờ của sự công thẳng mà Gioan nói với họ rằng là nòi rắn độc kia, ai chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Mình trốn cơn thịnh nộ của Chúa không được đâu, vì ngày của Thiên Chúa đến. Mình chỉ có một cách duy nhất là hãy sinh hoa kết quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đấy, nói rằng tôi sám hối, vậy thì dấu chỉ đâu mà tôi sám hối? Này, anh rắc cho trên đầu đã là dấu chỉ của sự sám hối chưa? Chưa chắc, mới có bên ngoài thôi. Bên ngoài thì có thể đấy, nhưng mà nếu mà thực sự nó không từ bên trong thì cái bên ngoài không cần thôi, chỉ là hình thức, chỉ là đóng kịch, chỉ là giả vờ, giả tạo cho mắt thế gian thôi.
Anh kia thôi đừng ngồi đừng khóc nữa anh ơi. Mà tôi sợ con đang sớm hối lỗi. Anh khóc gì đấy? Khóc gì? Sớm hối hả? Khi anh khóc gì vậy? Hả? Nói to lên. Buồn quá à? Buồn gì? Gì? Người yêu bỏ à? Vậy mà tôi tưởng anh khóc anh sám hối vì lỗi lầm của anh chứ anh lại khóc vì vợ người yêu bỏ. Khóc vì người yêu bỏ thì cũng phải sám hối thử coi là tại sao người ta bỏ anh. Sám hối thử coi, hỏi thử coi. Thế thì thưa anh chị em, cái dấu chỉ của sự sám hối là cái gì? Là sinh hòa kết quả. Mà nếu không sinh hòa kết quả thì chuyện gì xảy ra? Cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi. Ngày thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đến rồi. Ngày của sự công thẳng sắp đến rồi. Đây là giờ của lòng thương xót. Cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Bất cứ cây nào, dù cây đó là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, dù cây ấy là tổng thống, là ông vua, bà hoàng, bà chúa, đó gọi là bất cứ cây nào, sự công bằng công thẳng của Chúa không thiên vị. Đừng có tưởng cây này là cây bà hoàng thì được nể, cây này bà bếp thì là chặt, không có đâu. Đừng có tưởng đây là cây của ông hót rác thì bị chặt, còn cái cây này cây của ông hoàng thì vẫn để, không có đâu. Ngày đó ai cũng như ai hết, trước mặt Thiên Chúa ai cũng như ai hết. Chúa sẽ hỏi sinh hoa kết quả. Thưa Chúa, con sám hối lỗi lầm. Dấu chỉ của sự sám hối là sinh hoa kết quả, là cải thiện đời sống, là biến đổi đời sống mình trở thành người biết kiên nhẫn với anh em mình như Chúa kiên nhẫn, và biết an ủi anh em mình như Chúa đã an ủi mình. Làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu đòi hỏi. Đồng tâm nhất trí là có một sự hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất với nhau không phải là đóng một cái khung, một cái khuôn mẫu như nhau, nhưng mà đa dạng vẫn có thể hợp nhất được. Hợp nhất trong cái sự đa dạng, trong sự khác biệt, nhưng không đối trọng với nhau. Mà muốn như vậy thì hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận chúng ta. Muốn hợp nhất được với nhau, hai anh ấy, muốn hợp nhất với nhau thì anh em hai anh phải biết đón nhận nhau. Thực ra chúng còn sắp chia tay rồi, vì chúng còn không có tiếng nói chung. Ở với nhau 11 năm rồi, chúng con không tìm được tiếng nói chung, không hợp nhất được với nhau, vì không biết đón nhận nhau. Không biết đón nhận nhau, không biết kiên nhẫn, và không biết trở thành nguồn an ủi của nhau. Kiên nhẫn với người vợ, người chồng kiên nhẫn với người vợ kiên nhẫn với người chồng. Hai bên phải chấp nhận nhau trong sự kiên nhẫn. Đó là dấu chỉ của sự sám hối đấy. Tôi kiên nhẫn, đó là tôi đang sám hối. Tôi đợi chờ, đó là tôi đang sám hối. Vậy thì anh chị em mình đang khát vọng cái gì? Đang khát vọng được một Thiên Chúa đoái thương đến con, một Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi. Và Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, Chúa đợi chờ con. Đợi chờ con sinh hoa kết quả. Mà nếu con không sinh hoa kết quả thì cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và bị quăng vào lửa. Đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng cởi sách dép cho ngươi. Ngươi sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Ngày cánh chung, ngày thẩm phán, ngày Chúa đến trong vinh quang, và cũng là ngày của sự công thẳng, ngày mà giờ của lòng thương xót Chúa không còn nữa, thì Chúa sẽ cầm cái rê, cầm cái nia,
để rê sạch lúa trong sân, thóc mậy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Lửa không hề tắt là đâu? Hỏa ngục, là nơi mà chúng ta không còn niềm hy vọng nào nữa đấy. Bây giờ đang sống trong trần gian này, đang mong chờ ngày của Chúa đến. Mình có mong, mình có chờ, mình không mong, không chờ thì ngày ấy vẫn đến. Thôi trời ơi, chứ đừng có nói đến ngày quang lâm, đến ngày khánh trung, còn sợ lắm. Sợ chết lắm, sợ ngày tận thế lắm. Sợ thì có chết không? Sợ ngày khánh trung đến, ngày tận thế có đến không? Có đến. Vậy thì thay vì mình sợ, mình hãy đợi chờ trong hy vọng hơn là đợi chờ trong sợ sệt. Và đợi chờ trong hy vọng, làm gì để có được niềm hy vọng ấy? Thì bằng cách là mình sinh hoa kết quả. Sinh hoa kết quả là những việc lành mình làm, những điều tốt đẹp mà mình làm cho người anh em của mình. Mà một trong những điều đó mà tốt đẹp ra có thể làm cho nhau đó là đón nhận lẫn nhau. Đón nhận lẫn nhau đi. Rồi bây giờ chúng ta quay sang người bên trái, bắt tay người bên phải coi. Người đằng trước bắt tay người đằng sau coi. Quay xuống, nở với nhau một nụ cười coi. Chào bạn, chào chị, chào anh, chào anh. Chúng ta đón nhận cái sự hiện diện của người khác đi. Có khi chúng ta chỉ thích là đón nhận sự hiện diện của những người mà mình thích hiện diện thôi. Người yêu mình, hai anh chị này ngồi thôi, bỏ tay ra. Đón nhận nhau mãi lâu quá, bỏ tay ra. Thật ra, Giê-xu chúng con đang yêu nhau bắt tay về nó phê lắm. Thế thì tại sao mình không bắt tay sang người bên ngược lại mình đi? Ui, cái thằng đó con không có chơi với nó đâu. Ui, mẹ đó ai chơi với nó, tay gì được. Thế mình không đón nhận người khác thì Chúa cũng sẽ không đón nhận mình. Đón nhận nhau như Chúa đã đón nhận anh chị em để làm rạng danh Thiên Chúa. Đón nhận nhau mà để làm rạng danh Thiên Chúa là sao? Đón nhận nhau là mình đang sinh hoa kết quả. Và khi mình đang sinh hoa kết quả thì mình đang làm rạng danh Chúa. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Mình yêu thương nhau, người ta nhận mình là môn đệ của Chúa. Mà những người môn đệ của Chúa yêu thương nhau là những người môn đệ làm rạng danh Chúa. Hai con nhỏ đó thương nhau, mấy người đó thương nhau thật. Họ là con của Chúa, họ mới thương nhau như vậy. Chứ còn ngồi trời ơi, hơi đầu mà nó nhịn, hơi đầu mà nó chịu đựng cái điều đó. Đấy, cho nên là mình đón nhận nhau, đó là cách mà mình sinh hoa kết quả đó thưa anh chị em. Và nhớ cái rìu đã đặt sát dưới gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Dứt khoát và rõ ràng như vậy. Ngày cánh chung người tận thế là mọi cái nó rành mạch hết ra. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống trong giống như là một tấm màn che, chưa thấy được hết tất cả. Mà đến ngày tận thế mình sẽ thấy được hết tất cả. Thấy tất cả về chính bản thân mình này. Trước tiên là thấy về chính mình. Ồ lạy Chúa, đây là con sao Chúa, đây là con là Chúa. Sao mà con tội lỗi thế này? Sao con yếu đuối thế này? Sao con vấp ngã nhiều thế này? Mà sao Chúa vẫn đón nhận con? Cho nên vì Chúa đã đón nhận con, cho nên chúng con cũng cố gắng để mà đón nhận nhau. Ai chẳng mong được người ta đón nhận mình. Chị có mong người ta đón nhận chị không? Bạn có mong được mọi người đón nhận không? Có chứ. Tôi không hề biết anh là ai cả. Nghe nó buồn quá. Tôi không biết chị là ai cả. Trời ơi sao mà tệ bạc vậy. Tôi không cần biết bác là ai cả. Trời ơi bác đây này mà sao giờ không biết bác là ai. Tôi không biết bác là ai. Mình không đón nhận nhau. Không nhìn nhận sự hiện diện của nhau trên cõi đời này. Cho nên hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy tôi xin quả quyết,
Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ. Đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, đó là do lòng thương xót của người, như có lời chép: vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn, ca mừng danh Thánh Chúa. Các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa là do lòng xót thương của người. Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn, mừng thánh danh Đức Chúa. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa xót thương hết tất cả mọi người. Chúa kiên nhẫn đợi chờ tất cả mọi người, và Chúa sẵn sàng trở thành nguồn an ủi cho những ai chạy đến để kêu cầu người. Nhưng mà khi chúng ta chạy đến với Chúa, khi ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì ta có trổ sinh hoa trái hay không? Mà trổ sinh hoa trái đó là đón nhận nhau. Trổ sinh hoa trái đó là kiên nhẫn với nhau. Trổ sinh hoa trái đó là trở thành nguồn an ủi của nhau. Và hãy cẩn thận, nếu không trổ sinh hoa trái thì ngày ấy Chúa sẽ cầm cái nia rê sạch lúa trong sân, lúa mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Bạn nghĩ mình ngày đó Chúa cầm cái nia mà rê sạch lúa trong sân thì mình là thóc lép hay thóc mẩy? Thóc lép. Thóc lép à? Thóc lép thì số phận là sao? Vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Thóc lép là thóc gì? Là nó không có sinh hoa kết quả. Thì mà không, chẳng quan cái gì cả. Lép không, toàn là vỏ, không chấu, không đốt đi cho rồi. Còn mà lúa tốt, nó sinh hoa kết quả, nó trổ bông trái, có thể lấy đó mà sử dụng được. Thế đó mà sử dụng được. Cho nên cái điều chính yếu là làm sao mình thực hành lòng thương xót. Sinh hoa kết quả là thực hành lòng thương xót. Không phải những người cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng mà phải là những người nghe và làm theo lời Chúa. Mà khi mình làm theo lời Chúa thì mới sinh hoa kết quả được. Chỉ nghe không để đấy, Chúa nói là những người xây nhà trên cát thôi, nghe mà không đem ra thực hành như xây nhà trên cát. Mà những người xây nhà trên đất, trên đá, là những người nghe mà đem ra thực hành. Mà nghe mà đem ra thực hành có nghĩa là mình làm cho cái cây đời mình trổ sinh hoa trái. Cây ở đây là cây đời của mình, và trổ sinh hoa trái là thóc hay là thóc mẩy hay thóc lép. Sinh hoa trái mà thóc lép thì chỉ có bỏ vào lửa không hề tắt đấy nha. Còn nếu mà mình sinh hoa trái thì chắc chắn rằng là ai loan truyền lòng thương xót của ta, đón nhận lòng thương xót của ta, loan truyền lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Là thóc mẩy thì thu vào kho lẫm. Thưa anh chị em, trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta xin Chúa cho mình khao khát một Thiên Chúa đến với ta. Như là bài đọc một nói, gốc xa xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần trí khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và dũng mạnh, thần trí hiểu biết và kính sợ Chúa. Lòng kính sợ Chúa làm cho người hứng thú, và người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Đấy, một Thiên Chúa mà chúng ta khao khát là một Thiên Chúa như vậy đấy. Một Thiên Chúa mà đòi chúng ta trổ sinh hoa trái là một Thiên Chúa như vậy đấy. Là một Thiên Chúa mà không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở.
Nếu ta cũng làm như thế là ta đang trổ sinh hoa trái. Ta cũng làm như thế là ta cũng không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Nhìn thấy tưởng vậy chứ mà không phải vậy đâu. Ui dồi ôi, ghê lắm. Đạo đức giả rồi, ghê lắm. Nhìn nó nghèo vậy chứ mà nó ghê lắm, nó giàu lắm. Nhìn nó khờ khờ vậy chứ mà nó khôn lắm. Thế không ạ? Một Thiên Chúa mà không dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài, như người ta vẫn thường dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài. Và một Thiên Chúa không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Mình dễ bị ảnh hưởng của người khác nói lắm, đúng không? Người ta nói này mình cũng nghe, ta nói ở cái này hay à, ừ mà cái này cũng hay hơn, ở cái này cũng hay hơn. Mình cứ phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhất là khi mình có trách nhiệm, khi mình là người lãnh đạo mà mình cứ ngồi mà nghe những cái báo cáo của những người mà làm thì láo, báo cáo thì hay, là mình chết. Không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài và xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Không phán quyết theo dáng vẻ bên ngoài và cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Nhưng xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư để bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Đấy. Thưa anh chị em, công việc của chúng ta khi mà muốn đâm bông kết trái là phải làm sao mình không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, đừng dừng lại. Và cũng không phán quyết theo cái lời kẻ khác nói. Người ta tấu mình thế này thế nọ, người ta báo cáo thế này thế kia, mà mình chẳng đi xác minh, chẳng đến tận nơi, chẳng thấy tận mắt, chẳng bắt tận tay, mà mình cứ vậy mà mình phán quyết. Không. Xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Và những phán quyết ấy phải là vô tư. Không phải là người ta cứ có tiền, có quyền thì mình nể nang rồi mình phán quyết nhẹ. Còn người không có tiền, không có quyền, thấp cổ bé họng thì muốn phán sao người ta cũng phải chịu. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa chấp nhận cái điều mà nó nghịch lý như vậy. Một Thiên Chúa của chúng ta là người phán xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư với kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở giết kẻ gian tà. Và thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Mỗi một người tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, khi mà mình nghe lời mời gọi hãy sám hối vì nước trời đã gần, khi mình đang tĩnh tâm bổ vọng vì nước trời đã gần, Chúa sắp đến rồi, mình đang khát, mình đang mong chờ Chúa đến để Chúa giải thoát mình khỏi tất cả những tội lỗi, của những yếu đuối, của quyền lực sức mạnh của ma quỷ, để Chúa giúp cho mình đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, rồi mình trổ sinh hoa trái. Mình cũng đừng giá xét theo dáng vẻ bên ngoài, không phán quyết theo lời kẻ khác nói, và mình biết xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực những kẻ nghèo. Đấy là những việc rất cụ thể đấy. Đấy là những việc rất cụ thể mà mỗi ngày chúng ta thường đi ngược lại. Ta thường bênh những người có quyền, có thế. Phải không? Ta bảo vệ những người có chức, có quyền, có tiền. Rồi ta lại chỉ dừng lại theo dáng vẻ bên ngoài và cứ phán quyết theo lời kẻ khác nói mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người biết khát vọng một Thiên Chúa thật công minh, và ta cũng mong ước rằng mình cũng trở thành người biết sống công minh, chính trực, ngay thẳng như Chúa mong ước, như Chúa mong chờ. Mời anh chị em cùng lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa, ta đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Chương 9. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy.
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Mời anh chị em cùng ngước nhìn lên Chúa, tha thiết khát mong. Lòng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, để Chúa đến làm cho một thế giới không còn khổ đau, để Chúa đến xét xử trong công minh, để Chúa đến làm cho thế giới này không còn oán hờn ghen ghét, một thế giới của sự bình an. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sớm vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Anh em hãy sớm vui vì nước trời đã đến gần, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa xưa lối cho thẳng để người đi. Còn một người đến sau tôi quyền phép hơn tôi, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên đấng này, và tôi không đang sạch dép nhỏ bé trước mặt đấng này.